Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ đẩy cái cục này sang bên đây và cục này sang bên đây. Thì chúng ta sẽ có dấu trừ ở đây. Tiếp tục, chúng ta có công thức như sau. Log A của B trừ log A của C thì chúng ta sẽ có công thức như thế này. Như vậy mình sẽ biến đổi tất cả hai cục bên đây theo dạng này. Thì chúng ta sẽ có công thức là log cơ số 2 của x bình phương cộng y bình phương cộng 2y chia cho y. Bên kia, log của cơ số 3 của x bình phương cộng y bình phương cộng 16y chia cho x bình phương cộng y bình phương. Tiếp tục, chúng ta rút gọn thì chúng ta sẽ có 2y chia y thì chúng ta sẽ có số 2. Cục này chia cục này chúng ta sẽ có số 1. Cục này chia cục này chúng ta sẽ ra số 1. Còn này 16y chia cho x bình phương cộng y bình phương. Tiếp tục, chúng ta biết điều kiện trong cái cục này. Y bắt buộc phải lớn hơn 0. Như vậy, chúng ta sẽ đặt t sẽ bằng x bình phương cộng y bình phương chia cho y. Vì chúng ta biết các cục này đều là dương, cục dưới cũng dương cho nên t bắt buộc phải lớn hơn 0 theo cái điều kiện của nó. Như vậy chúng ta sẽ có log cơ số 2 t cộng 2. Còn cục này để sang bên trái chúng ta sẽ có trừ log của cơ số 3. Và chúng ta có 1 cộng cho 16 chia cho t nhỏ hơn hoặc bằng 0. Bây giờ chúng ta sẽ xét cái cục FT ở đây. Chính là cái bằng cục này. Bây giờ chúng ta đạo hàm lên. Thì chúng ta sẽ có 1 chia cho ln 2 t cộng 2. Bên đây, chúng ta sẽ có là trừ 16 chia cho t bình phương chia cho ln 3 nhân với cái cục này. Chúng ta biết dấu trừ với dấu trừ, chúng ta sẽ có dấu cộng. Chúng ta biết t là dương. Cục này cũng dương, ln 2 cũng dương, ln 3 cũng dương, 1 cộng 16 chia t cũng dương, cái cục này cũng dương. Như vậy, cục này lúc nào cũng là số dương, với cái khoảng từ t lớn hơn 0. Bây giờ, chúng ta sẽ sử dụng máy Casio. Bây giờ chúng ta sẽ nhập dữ liệu như sau. Bây giờ chúng ta vào đây, và bây giờ chúng ta bấm nguyên cái cục phương trình này vào, thì nó sẽ là như sau. Log cơ số 2 của x cộng 2 trừ cho log cơ số 3 và chúng ta sẽ có 1 cộng 16 chia cho x
Bây giờ chúng ta nhấn Shift Show thì nó sẽ ra hiện kết quả số 2. Bây giờ chúng ta dùng giá trị nguyên cái cục này nè và bảng giá trị nha. Chúng ta sẽ vào số 7. Chúng ta nhấn cái bảng giá trị này vào. Thì chúng ta nhấn lock cơ số 2 x cộng 2 trừ cho lock cơ số 3. Và chúng ta sẽ có là 1 cộng 16 chia cho x. Bây giờ bấm dấu bằng. Bấm dấu bằng. Cái này không có gì, bấm dấu bằng tiếp. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ số 0 nha. Và kết thúc tại vị trí số 5. Mỗi bước mình chọn 0.5. Thì chúng ta thấy rõ tại vị trí số 0 nó bị lỗi tại vì đó là cái điều kiện của nó. Tiếp tục, chúng ta thấy 0.5 thì chúng ta có giá trị âm 1.86. Thì chúng ta cần phải đi tìm cái khoảng mà nó nhỏ hơn 0. Cho đến vị trí số 2 chúng ta bằng 0. Tuy nhiên cho hàm số đồng biến thì lúc nào nó cũng lên hoài luôn. Có nghĩa là giá trị lúc nào cũng dương lên lên phía trên luôn. Thì trong trường hợp này chúng ta quay lại thì chúng ta thấy rõ. Chúng ta sẽ bắt đầu từ số 0 cho đến vị trí số 2 là kết thúc. Như vậy T trong trường hợp này sẽ có khoảng từ số 0 cho đến số 2. Và chúng ta biết T chúng ta đã đặt là x bình phương cộng y bình phương chia cho y. Như vậy nó sẽ lớn hơn 0 nè, nhỏ hơn hoặc bằng số 2. Và đây chính là cái khoảng. Và bây giờ chúng ta sẽ xét cái cục này thôi. Bây giờ chúng ta đẩy cái cục này sang bên đây. Vì y là dương cho nên dấu sẽ không ảnh hưởng. Và chúng ta đẩy hai y sang bên đây. Và chúng ta có cục B là x cộng 2y. Tiếp tục, mình sẽ sử dụng định lý Lorentz. Như vậy chúng ta sẽ đặt fxy đó sẽ là x bình phương cộng y bình phương trừ 2y. Và tiếp tục gxy sẽ bằng x cộng 2y. Như vậy trong trường hợp này định lý Lorentz thì chúng ta sẽ phát biểu như sau. Đạo hàm f theo biến của x, lambda, đạo hàm của g theo biến của x. Tương tự biến y. Đạo hàm f theo biến của x thì x sẽ là một biến số, y sẽ là một hằng số. Cho nên, đạo hàm của x bình phương sẽ bằng 2x. Còn cái cục này sẽ biến thành số 0. Bên đây là số 1, bên đây sẽ là số 0. Và chúng ta sẽ có lambda. Và số 1 nằm ở đây. Đạo hàm f theo biến của y thì có cục này là 2y. Cái này số 1, còn này số 0. Còn cục kia sẽ là số 2. Và bây giờ chúng ta rút gọn lại. Thì cái cục này chúng ta sẽ có lambda bằng 2x. Còn cục này chia 2 với cho số 2, chúng ta sẽ có lambda bằng y trừ 1. Như vậy chúng ta sẽ chia 2 với cho số 2 cho cục này. Thì chúng ta sẽ có lambda bằng x. Ê lộn. Lambda chia 2 bằng x. Và cục thứ 2, thì chúng ta đẩy cái trừ 1 sang bên đây. Thì chúng ta sẽ có lambda cộng 1 bằng y. Sau khi chúng ta có biến x và có biến y, như vậy chúng ta sẽ thấy cái cục này vào x cộng 2y. Như vậy x cộng 2y ở đây sẽ biến đổi theo lambda. Thì chúng ta sẽ có là lambda chia 2 cộng với lại 2 nhân lambda cộng 1. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có là lambda chia 2 cộng 2 lambda cộng cho số 2.
Như vậy chúng ta tính cục này ra trước. Thì chúng ta có 5 chia 2 lambda. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta có cục FXY và cục FXY nó nằm trong cái cục này. Thì bây giờ chúng ta thế lambda cộng 1 vào y và x bằng lambda chia 2 vào đây. Bây giờ chúng ta tách ra hết thì chúng ta có lambda bình phương chia cho 4. Lambda bình phương cộng 2 lambda cộng 1 trừ 2 lambda trừ 2 nhỏ hơn hoặc bằng 0. Thì chúng ta sẽ có 1 chia cho 4 cộng cho 1. Thì chúng ta sẽ có 5 chia cho 4 lambda bình phương. Còn này 2 lambda trừ 2 lambda chúng ta có số 0. 1 trừ 2 là trừ 1. Thì chúng ta sẽ tính ra được cái cục này. Thì lambda sẽ nằm trong cái khoảng là 2 chia cho căn 5 cho đến 2 căn 5. Chúng ta biết cái cục này nè. Nó giống như một phương trình đường thẳng. Thì chúng ta biết cục nào nhỏ hơn thì là cái cục này. Cục nào lớn hơn thì chúng ta bỏ cục này vào, tại vì nó là số dương. Cái cục bên này cũng là số dương. Như vậy chúng ta sẽ lấy cái số này nè, bỏ vào đây. Và chúng ta ra kết quả B max trong trường hợp này sẽ bằng 2 cộng căn 5. Và đây chính là cách giải. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.